nói về nữa thôi. À, không được chụp luôn. Còn gì nữa? Còn không có gì nữa. Ba bốn ngày nữa hả? À, khoảng 3-4 ngày nữa là bay rồi. Lộc thì còn phóng lớn chứ, con nó bự lớn nhà bá ra rồi. Nó vô nè, đứng đầu tiền đó. Giờ lấy chừng nãy giờ đi không lấy. Ồ, bay ra luôn, đẹp quá. Tám tám bay ra luôn. Mà áo trơn. Nước. Hay quá. Bơm nước, bơm nước. Bơm nước cho con luôn không? Ờ, ôm à, gấp gấp cất đi, gấp cất đi, gấp cất đi, gấp cất đi. Ủa chị mua máy chị xài mà chị không biết. Không, ông Thanh không xài, tên ông Thanh đâu có xài. À. Giá là ông mua đầu bảo ông xài, chị xài xuống thôi cho ông. Không, nhưng mà lúc mình mua cái máy là mình biết cái máy này chụp được bao nhiêu frame trên giây chứ. Không, nhưng mà ông thì... phải biết chức năng mới mua chứ tự nhiên mua đại vậy hả? Không phải, vấn đề là ông xài, ông bảo ông thích xài chung với bà phần cái gì bà. Sao bị mượn hả? Sao bị mượn? Nay cân kệ bà tôi ca nên cho nên thì ghét. Giờ chị mua hai cái, trái canh nồng với cái bị công. Ông tính thổ xưa mình thế là ông bắt đầu mà thôi thì bán bây giờ tiếp tục. Thế là bây giờ ông xài con canh à, ni công vẫn xài chung chúng mình. Hồi đó ông có mấy mua chung một cái cho dễ mình xài được nhiều, mua được hai người hùng lợi người mua cái này 2-3 ống kiến, người này mua 2-3 ống kiến được một đống luôn. Tự nhiên mua lạc quẻ anh chị. Thì nó hơi lộn xộn, lốm đốm tùm lum. À, dưới đất lên cao, từ dưới đất lên đứng thẳng thì 3 mét.
rồi rồi, có chân máy nha, có chân máy nha, thì muốn kêu kêu đi. Ừ rồi vậy ha, ok rồi. Đủ nó mới được học xong bằng gì á, đủ có năm nữa, đủ năm qua luôn. Nếu ngay có chân máy không? Ừ tính cả này ao hết tiêu sao vậy? Nó đen quá. Đúng rồi, không để dư một khẩu á. Biết sao không, tại trời ui này chứ mùa qua trời nắng lắm, mùa qua trời nắng giờ này là nắng chang chang chát luôn, còn mấy qua bên kia chắc ăn thôi. Để gần quá nó quý vị nha, coi lại nha, cởi dây một khẩu được đó nha, cái máy là đen phùi á, xa lại chứ chi gặp nhiều đi nguyên buổi đi về coi là bỏ luôn. Nó càng xa nó càng rung dữ nữa. Thường thường cái nơi nào mà nó càng xa là càng rung dữ thôi. Nói về đó. Ở bên đây là con chim mẹ dễ đi ao lắm. Còn ngồi bên kia nó phụng sáng. Bên kia sáng bên kia dễ chụp hơn. Cái canh là bên...